Cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube đồ gỗ Bảo Đại chúng em ạ. Trong clip ngày hôm nay em cũng muốn giới thiệu cho các bác về một số sản phẩm đồ gỗ và đồ mini ạ. Sản phẩm đầu tiên mà hôm nay em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác đó là hai tấm tranh chữ ạ. Với hai tấm tranh chữ có chất liệu là gỗ hương nha các bác. Đầu tiên cũng xin đo thông số cho tất cả các bác về hai tấm tranh chữ Phúc Đức này ạ. Với tổng chiều cao em đo là 60 cm và chiều ngang em đo là 60 ạ. Kích thước là 60 x 60 nha các bác. Em đang quay tấm tranh chị Phúc đây ạ. Các bác xem ạ, các đường nét đục chạm nổi rất là cầu kỳ và thủ công luôn nha các bác. Và được thiếp vàng ạ, cực kỳ là đẹp ạ. Đây các bác xem ạ, các đường nét đục chạm ạ. Và được thiếp vàng. Các bác xem ạ. Các đường nét đục chạm ạ, rất là thủ công và cầu kỳ luôn ạ. Gỗ rất liền liền lạc và dày dặn luôn nha các bác. Em quay bên chữ Đức đây ạ. Được đục chạm nổi ạ. Các đường nét đục chạm rất là chi tiết và sắc nét ạ. Với chữ Phúc Đức này cũng được thiếp vàng. Đấy các bác xem ạ. Gỗ rất là liền lạc và dày dặn. Dạ với một tấm tranh chữ như thế này ạ, em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác. Giá là 1.800.000 ạ. Em có 30 phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo hôm nay em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác đó là một chiếc khay trà. Với chiếc khay trà có chất liệu nào cũng cẩm nai nha các bác. Em cũng xin đo thông số cho tất cả các bác ạ. Với chiều ngang em đo là 42 cm và chiều sâu em đo là 32 cm ạ. Chị đến gần để em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác. Với chiếc khay trà có chất liệu là gỗ cẩm nai. Để các bác xem. Chất gỗ lên liền lạc và dày dặn luôn nha các bác. Vân gỗ thì không có điểm chê luôn ạ. Để các bác xem ở dưới đây ạ. Là có một chiếc đĩa. Chiếc khay ạ. Để các bác sử dụng đựng nước cũng rất tiện lợi và sạch sẽ luôn ạ. Em mà sau đây các bác xem. Gỗ rất là đẹp ạ. Trong ngoài như nhau. Nên đến mặt đây ạ. Đấy các bác xem ạ. Vân gỗ ạ, vân vèo quản quại ạ. Chất gỗ thì không có điểm chê ạ. Là với chiếc khay trà gỗ cẩm nai này em xin báo giá giao lưu với tất cả các bác. Giá là 1.800.000. Em có 30 phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác đó là một chiếc khay trà. Với chiếc khay trà đều được chạm tứ diện bốn mặt như nhau, có chất liệu là gỗ cẩm nai nha các bác. Em đo kích thước cho các bác. Với chiều ngang em đo là 42 cm và chiều sâu em đo là 29 cm ạ. Em có chi tiết cho tất cả các bác ạ. Để các bác xem các đường nét đục chạm ạ, những đường nét ạ, hạt trân châu ạ, chạy quanh điểm khay nha các bác. Với chiếc khay cũng được đục chạm tứ diện bốn mặt như nhau ạ. Để các bác xem mặt sau đây ạ. Bên dưới này có một chiếc khay nha các bác. Các bác sử dụng đựng nước ạ, cũng rất tiện lợi và sạch sẽ ạ. Và đây đến mặt ạ. Các bác xem ạ, những đường nét đục chạm ạ, hoa lá tây. Vần vèo thì còn quại ạ. Với chiếc khay trà gỗ cẩm nai này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác. Giá là 1.600.000. Em cũng 30 phí ship toàn quốc cho tất cả các bác luôn ạ. Và sản phẩm tiếp theo hôm nay em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác. Đó là một chiếc kỷ ạ. Với chiếc kỷ có chất liệu là gỗ cẩm nai nha các bác. Em đo thông số ạ, với đường kính mặt em đo là vuông 30 cm ạ và chiều cao là 16 cm. Em chỉ đến gần em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác. Với chiếc kỳ cẩm ạ, đây các bác xem. Với chiếc kỳ cẩm cũng được đục chạm tứ diện bốn mặt như nhau ạ. Đấy các bác xem ạ, chất gỗ rất là đẹp luôn nha các bác, rất là dày dặn ạ. Mà sau đây các bác xem đó. Là với chiếc kỳ cẩm này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác. Giá là 1.800.000. Em cũng xin báo phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo hôm nay em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác. Đó là một ông cụ đạt ma. Với ông cụ đạt ma có chất liệu là gỗ bách xanh nha các bác. Đầu tiên cũng xin đo thông số cho tất cả các bác ạ. Với ông cụ đạt ma em đo từ chân đế mà lên đến đỉnh ạ. Em đo vào khoảng 50 cm. Và chiều ngang em đo là vào khoảng 55 cm ạ. Em sẽ đến gần để em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác. Về ông cụ di nạc có
Ông cụ Đạt Ma có chất liệu là gỗ tách xanh, một chất liệu gỗ có hương thơm rất là đặc biệt ạ. Đấy, với ông cụ Đạt Ma đây các bác xem gương mặt cụ ạ. Được chạm rất là cầu kỳ và thủ công, nhìn rất là có hồn luôn ạ. Nhìn rất là phiêu nha các bác. Lũa là lũa tự nhiên ạ. Đây các bác xem. Với cụ Đạt Ma. Các bác xem ạ, cụ rất là phiêu ạ. Một siêu phẩm có 102 cho nên nha các bác. Các bác xem video mà thấy hay thấy đẹp có thể cho em xin một like, một đăng ký kênh để em có thể được phát triển kênh và giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa. Đấy, các bác xem. Lũa tự nhiên rồi nha các bác. Cả chân đế cũng là gỗ ếch xanh luôn đấy ạ. Em qua mặt sau cho các bác xem ạ. Đây mặt sau ạ, lũa tự nhiên ạ. Đó các bác xem. Gỗ bạch xanh ạ, một gỗ có hương thơm ạ, rất là đặc biệt luôn ạ. Dạ với ông cụ Đạt Ma này em cũng xin báo giá ra lưu với tất cả các bác, giá là 3.600.000. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo hôm nay em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác, đó là một ông cụ di nạc ạ. Với ông cụ di nạc có chất liệu là gỗ hương nha các bác. Gỗ là nguyên một khối ạ, là riêng cũng đo thông số ạ. Với cụ di nạc cả em đo từ chân đế mà lên đến đỉnh ạ, là vào khoảng 38 cm. Và chiều cao của cụ ạ, này em đo là vào khoảng 26 cm ạ. Và chiều ngang em đo là vào khoảng 55 cm nha các bác. Em xin đến gần em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác. Về ông cụ di nạc có chất liệu nào gỗ hương ạ? Để các bác xem ạ. Gương mặt cụ ạ, cười rất là hoan hỉ luôn nha các bác, cười rất là tươi ạ. Bên đây ạ, một cái tiểu vác một cây gậy như ý đấy ạ. Ở dưới đây ạ, tay một tay cụ ôm một bao tiền. Các xem, sang bên tay bên đây ạ, đồng tiền chạy dài luôn nha các bác. Với ông cụ di nạc gỗ ạ, nguyên một khối luôn ạ. Đấy các bác xem, em quay chi tiết cho các bác, em mặt sau đây ạ. Dạ với ông cụ di nạc ôm một bao tiền như thế này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác, giá là 3.200.000 ạ. Em cũng bao miễn phí ship cho tất cả các bác luôn ạ. Và sản phẩm tiếp theo hôm nay em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác, đó là một chiếc bàn cờ ạ. Với chiếc bàn cờ cũ này em mới sưu tầm được nha các bác, hàng cũ ạ. Và đầu tiên cũng sẽ đo thông số cho tất cả các bác. Chiếc bàn cờ có chất liệu là gỗ cẩm nai ạ. Với tổng chiều dài ạ, em đo là 62 cm và chiều sâu em đo là 41 cm ạ. Em chỉ đến gần để quay chi tiết hơn cho tất cả các bác. Với chiếc bàn cờ cũ có chất liệu là gỗ cẩm nai và được thảm ốc xà cừ rất là đẹp luôn nha các bác. Để quay xem ạ, được thảm ốc ạ, những đường nét cắt tỉa ạ, rất là chi tiết và sắc nét ạ. Này các bác xem, với chiếc bàn cờ gỗ cẩm này cũng được thảm mạ tứ diện, bốn mặt như nhau nha các bác. Hàng cũ ạ, đây các bác xem, hàng đã qua sử dụng em kiểm tra. Đây các bác xem, chất liệu ạ, gỗ và thảm ốc xà cừ ạ, rất là đẹp ạ. Và đây đến mặt đây các bác xem. Bên trên đây ạ, được thảm cánh chim hoa này nha các bác. Để các bác xem, thảm ốc xà cừ ạ, các đường nét cắt tỉa, tơ tóc và sắc nét ạ. Ở phía dưới đây ạ, nó có hai ngăn nha các bác, để các bác sử dụng ạ, đựng quân cờ đây ạ. Đó, rất tiện lợi luôn ạ. Và với chiếc bàn cờ gỗ cẩm nai cũ này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác, giá là 3.700.000 ạ. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác luôn ạ. Và sản phẩm tiếp theo hôm nay em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác, đó là một bộ trúc nam gỗ gụ ạ. Với bộ trúc nam có chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là gỗ gụ mật. Bộ gồm có 7 món ạ, gồm có 4 ghế nhỏ, 2 đôn và một bàn. Đầu tiên cũng sẽ đo thông số cho tất cả các bác với chiếc bàn ạ. Cái chiếc bàn em đo có đường kính mặt là 90 cm và chiều cao từ mặt đất đến mặt bàn ạ. Em đo là khoảng 76 cm nha các bác. Em sẽ đến gần và em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác với chiếc bàn ạ. Đấy các bác xem ạ, với chiếc bàn phần liễu là được đục chạm đây ạ.
những đường nét đục chạm ạ, rất là cầu kỳ và thủ công ạ. Phần giữa đây là một chữ thọ nha các bác. À, bên đây ạ, những đường nét ạ, đục trúc ạ, những ống trúc ạ. Này các bác xem, các đường nét đục chạm ạ, với chiếc bàn đục chạm ạ, tứ diện, các mặt như nhau ạ. Cái chân này các bác xem, những trụ chân được đục trúc nha các bác, gỗ rất là dày dặn và chắc chắn ạ. Các bác xem tất cả dưới chân đây đều được đục trúc nha các bác. Nên đến mặt ạ, chính giữa lòng bàn đây là một viên đá tầm thạch tự nhiên thôi nha các bác, phần đá cũng rất là đẹp luôn ạ. Với tiếp theo, với bốn chiếc ghế thì cũng có kích thước này như nhau. Em cũng xin đo thông số đại diện một cái cho tất cả các bác ạ. Với chiều ngang em đo là 59cm và chiều sâu em đo là 58cm ạ. Và chiều cao của ghế từ mặt đất lên đến đỉnh ạ, em đo là 107cm nha các bác. Em cũng xin đến gần để em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác chiếc ghế ạ. Ở đây các bác xem ạ, em quay chi tiết cho tất cả các bác ạ, phần trên cùng ở đây các bác xem được đục chạm ạ. Trên đây ạ là hai con chim ở phía dưới ạ là được đục chạm ạ. Nho cuốn trúc nha các bác, những đường nét đục chạm ạ, rất là cầu kỳ và thủ công ạ. Và chính giữa ghế đây ạ, viên đá cẩm thạch tự nhiên nha các bác, đá bầu ạ. Đó, các bác xem các đường nét đục trúc ạ, ống trúc ạ, đường nét đục chạm rất là cầu kỳ và thủ công ạ. Về dưới đây, tất cả lòng ván bên trong ghế là lòng ván liền nha các bác, gỗ rất là liền đạc và dày dặn ạ. Tay đẹp, tay được uốn đục chạm ạ, vành cong uốn lượn, những đường nét đục trúc ạ. Đây mặt tiền đây các bác xem, phần dưới chân đây ạ cũng được đục trúc nha các bác. Dưới chân đây ạ đều được đục trúc hết ạ, gỗ rất là liền đạc và dày dặn. Với chiếc ghế thì cũng được đục chạm tứ diện, bốn mặt như nhau ạ. Đây các bác xem, đang qua bên hông ạ. Và đây là mặt sau nha các bác. Mặt sau ạ là được ốp gỗ nha các bác. Cũng được để các bác xem các đường nét đục chạm mặt sau ạ. Chiếc ghế được đục chạm tứ diện, bốn mặt như nhau ạ. Với bộ trúc nam gỗ vụ này hàng không có điểm chê nha các bác. Hàng hoàn thiện rất là kỹ ạ. Đây các bác xem. Các bác xem video mà chưa kỹ và nghe chưa rõ cũng có thể kết bạn với em qua số điện thoại Zalo 0944058115 để em có thể gánh chi tiết hơn cho tất cả các bác về bộ trúc nam gỗ vụ này ạ. Này, bộ chiếc ghế đây ạ. Đây các bác xem, hàng có điểm chê rồi nha các bác, hàng bao đẹp cho tất cả các bác ạ. Với tiếp theo, về hai chiếc đôn cũng có kích thước này như nhau, em cũng sẽ đo thông số đại diện một cái ạ. Đường kính mặt đôn em đo là vào khoảng 35cm và chiều cao là 43cm nha các bác. Em sẽ đến gần em có chi tiết hơn cho tất cả các bác với chiếc đôn đây ạ. Với chiếc đôn cũng được đục trúc ạ, tứ diện, bốn mặt như nhau đây ạ. Gỗ rất liền nhạc và dày dặn luôn nha các bác. Đó xem mặt sau ạ, gỗ ạ rất là liền nhạc luôn, trong ngoài như nhau. Và nên đến mặt đôn ạ, chính giữa đôn cũng một viên đá nha các bác, đá cẩm thạch tự nhiên ạ, vân gỗ rất là đẹp luôn, chất gỗ ạ, hàng em bao đẹp cho các bác ạ. Dạ, với bộ trúc nam gỗ vụ này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác. Giá là 23 triệu ạ. Em cũng bao miễn phí ship Hàn Quốc cho tất cả các bác luôn ạ. Các bác xem video để hay để đẹp có thể cho em xin một like, một đăng ký kênh để em có thêm động lực phát triển kênh và giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa. Và các bác có xem video mà chưa kỹ chưa rõ cũng có thể kết bạn với em qua số điện thoại Zalo 0944058115 để em có thể gánh chi tiết hơn và giao lưu với tất cả các bác ạ. Em cũng xin dừng video ở đây, hẹn các bác ở các video tiếp theo ạ.